Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị và các bạn, mình đang có mặt tại đồi 8, thôn Mỹ Xá, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính thưa quý vị và các bạn, ở đây cũng có một gia đình thuộc diện nghèo khó khăn. Và bây giờ mình đại diện một mạnh thường quân ở Mỹ giấu tên vào thăm cuộc sống của gia đình, đó là Ó Đặng Thị Bình. Vâng, xin mời quý vị và các bạn. Trước mặt chúng ta là cái xóm, và đi thẳng ra xóm ở đằng kia, ngoài kia là tỉnh lộ 4, từ trên thành phố Huế đi về tới xìa, quý vị và các bạn. Đây là cái hàng rào giáp với xóm, đi vào nhà của Ó Đặng Thị Bình. Chúng ta thấy quang cảnh một cái ngôi nhà tuy là xây bằng bờ lô, lợp tôn, nhưng mà rất là sơ sát. Bình tiếp tục xin mời quý vị chúng ta thăm về quang cảnh cuộc sống của một gia đình tại một cái làng quê Mỹ Xá này. Có thủ quỹ đi theo. Dạ em chào chị. Dạ đây là nhà của Ó Nguyễn Thị Bình hả chị? Dạ Đặng Thị Bình. Dạ. Rồi cái chỗ này để làm chi? À để buôn bán hả? Bằng bụng hả? Trong chị cái bình. Dạ. À rồi à. Rồi trong của Ó Bình mất rồi à? Dạ mẹ mất đấy. Dạ. Đau chi chị? Ung thư gan hả? Dạ nên mình đây toàn cứ mất là nghe ung thư, vậy là đau nặng là ung thư không á chị hả? Rồi sau này có cái trạm của cây công ty chi đó chị hả? Vinaphone à? À cái trạm phát sóng của Vinaphone. Rồi hàng rào nhà mình tới đoàn mỗi chị? Tại ngang cái gia đó, gia em bên này đó. À tới ngang cái rồi là nhà chị nhỏ nhỏ bên kia hả? À nơi cái góc này có cái mít. Cái mít này lâu bao rồi chị ơi? Hồi xưa chứ à? Cảnh sát bên cái trạm thu phạt sóng. Ủa rửa thì mấy cái chỗ này trong cái chi đó chị? Cái vườn này á? À rửa qua hết cái khu vườn ngoài kia là ruộng à? Sau cái nhà bạc đằng kia đấy? Dạ? Không, qua hết cái hàng cây có hàng cây này là ruộng. À là ruộng. Dạ. Mà sông đó. Dạ. Bắt tới sông luôn hả? Dạ. Rồi thì ở đây cũng mát ha. Đất nhà mình rộng đấy chứ. Dạ, rồi cái bờ thân này xây là mau rồi. Lâu rồi. Dạ rồi hả? À 2-3 năm hả? 2-3 năm mà thầy cũ rồi. Dạ. Rồi cái nhà này làm lâu mau rồi. À dạ rồi à. À làm từ năm 99 hả? Dạ. Cái nhà này thuộc nhà chống bão chị này. Cái trụ nó được làm bằng các cái loại thép chống bão. Cái ô gió thì cũng chưa có cái tấm đầy. Cây mái hiên thì được kê trên các cây đồng tay bằng tre. Mục cũng khá nhiều rồi. Cũng không có cái đồ chắc chắn. Rồi ngoài này làm chi chị? Ngoài này khi tê kia. Dạ. Trường heo rồi. À khi tê là trường heo. À heo giờ dịch hết rồi. À bây giờ không nuôi được nữa ấy. Được ni là bị dịch tả lợn. Tức là
Mình nghỉ nuôi lâu máu rồi. Mình nghỉ mới 3 tháng đấy thôi. À rồi à? Dạ. Mà đấy mà. Dạ. Em chào chị. Thưa quý vị và các bạn, đây là chị Đặng Thị Bình. Con được nghe tin là chú mất rồi thì lời đầu tiên được xin chia buồn. Hôm nay con về đây thì đại diện một mạnh thường quân thăm O cũng như là gia đình. Và đồng thời mạnh thường quân đó cũng muốn ghi lại hình để họ cũng thăm O luôn. Nhưng mà họ giấu tên. Dạ. Rồi thì dạ. Chú mất lớn máu rồi O. Mới mất cách đây 4 ngày. À cách đây 4 ngày à. Nhà của O Đặng Thị Bình. Một cái gia đình được bà con ở chợ Mỹ Xã cho biết cùng hoàn cảnh. Chú là hương linh cổ phụ Nguyễn Hùng, sinh năm 60. Dạ rồi, ở làm nhà này lâu máu rồi. Lục chỉnh chỉnh rồi bác, họ cho cái sạch nhà này này. Cái năm chỉnh chỉnh đó họ cho cái sạch nhà đấy hả? Đó, nhà cửa rồi chỉnh trôi con cái bộ cục nhà đó là bác họ cho bị keo bằng sắt, sắt đấy không rẻ thì nó chỉ chịu mà con. Sắt này cũng rẻ nữa, sắt này của nước ngoài họ viện trợ. Tính nữa hả? Sắt của cả tổ chức tài trợ ở nước ngoài. Dạ được à. Dạ rồi thì ở năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Ở năm nay 57 tuổi. 57 tuổi. Rồi bình thường ở làm nghề chi? Thường thì mấy bữa có chủ thì có buôn bán bằng bún, bằng chảo lẹt xẹt nữa. Bữa đi chủ mất rồi thì mình thì nuôi bán gà vịt chỉ dục vui rửa thôi. Dạ, nuôi gà nuôi vịt thì héo được nên nuôi cũng được hả? Héo được nên dịch hết rồi cũng nuôi được. Dạ. Chủ đau lâu máu không đã trở? Chủ đau bữa thứ tư chưa là mới 4 tháng thôi. Nhưng mà phát nặng là mới 20 ngày. Dạ. Con thương thì đau vậy. Nhưng mà cũng thương con đi lui đi tới đâu được, đi chơi phạt đâu được. Phát nặng vòng 20 ngày mất luôn. 20 ngày mình bùng to, ung thư gan. Ung thư gan hả? Cái này bác sĩ có nói nguyên nhân không? Không có, thì cũng nguyên nhân là vì khi kia là bị virus đó, trong bụng tử. Virus trong bụng tử, đến khi cắt virus bụng tử rồi mới virus phá lên gan. Nhưng mà đột bình gan có thì thần có thì gan chủ đau tổn cảm nhiều hả? Thì cũng cũng có chứ mà rất khỏi được. Lên nằm viện lâu không? Nằm viện thì một tháng. Một tháng mới lên họ cứ cho một viên xê sủi vì một viên giảm đau vừa rồi bà chủ họ không giải phẫu cũng gì là không không cho họ cũng bắt mình ở lại để mà dịch mà tiêm chứ đó xạ trị. Nhưng mà sức của chủ yếu quá luôn sao xạ trị xạ trị nổi không. Bà về bà uống thuốc bác sĩ phí thôi. Rồi thì có con mấy đứa? 6 đứa nhưng mà lấy chồng lấy vợ 4 đứa rồi. Còn 2 đứa nữa. Là mấy trai mấy gái? 2 trai 4 gái. 2 trai 4 gái. Là có gia đình 4 người rồi. Gia đình 4 người. Rồi con ai chưa có gia đình? Trai con hay là gái? Con một đứa trai, được gái nữa. Hay là rồi á? Chứ ở với ai? Có ai ở đó không? Thì chưa cũng có cùng cái thằng con trai nhưng mà nó cũng đi làm rồi nữa thôi chứ. Đi làm quấn quanh rồi đó, tụ về với mẹ rồi. Con lại là lập gia đình đi hết đó hả? Lập gia đình đi hết. Còn 2 mẹ con thôi. Rồi đất đấy cũng rộng quá hả? Vương quá không thể cũng rộng cũng chừng này thôi, nhưng mà đó là phần đất của mỗi anh em mỗi phần rồi thôi. Mỗi anh em như vậy là chia ra. Chứ làm gì thì mình xin để mà trồng cây củi rồi về nuôi gà nuôi vịt cho rộng thôi. Dạ, kiếm thêm là rau rạng, vậy là gà vịt thêm hả? Ô còn đau lên đau xuống hả? Ở gần đấy không? Bên đi đi, bên đi ra, bên phố đi đi. Rồi ô tên chi? Em là Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn hả? Dạ. Ô có gia đình không? Dạ không, có một mẹ một con. Hai mẹ con thôi hả?
Bình thường làm chi? Phải làm ruộng không? Em đi đi bằng sổ. À, đi bán vé sổ à? Con dạ. Này. Dạ. Cô 57 tuổi đấy hả? Cô 54 tuổi, 25 tuổi rồi. À, đang đi học nghề à? Dạ. Chà. Học nghề chi? Ờ, đi bán vé sổ từ mốt. Em lên chìa đi, đi quán chìa rồi. À, đi xe đạp hả? Dạ. Trời mưa gió có đi không? Mấy ngày trong anh mất đi, đạm mất đó. À, do đạm cho nên chị không đi bán được. Dạ. Rồi ngoài đi bán với số ra ống làm ruộng à? Không, ống ruộng nội. Làm nội hả? Dạ. Vì sao làm nội? Vì em đau con gái cuộc sống lúc chứ đó. À, rồi à. Vâng, đi được. Dạ, trời không dạ. Hoàn cảnh ha? Dạ. Rồi là chủ mốt? Chủ không có, vì em là... Kêu... À, kiếm được con đấy. Dạ. Được rồi không? Thì hàng ngày có dùng đủ không? Đi bán vé số rồi bán ngày bao nhiêu? Ngày nhiều khi được 1 tấm vé nhiều ngày 30 rồi. Nhiều khi 2 tấm, hên xui rồi. Cô đi học nghề mà có tổng kém không? Hay là... Dạ, thằng cô. Cô năm nay mấy tuổi rồi? 25 tuổi, mới đi mới có đỡ lo. Thế một khi nữa là cũng tổng kém. Dạ. Bữa nay hàng đi làm chứ không? Hằng mày đi vô đạm cầu có mày đi đó. Học nghề chị là chị? Dạ, ô tô, cơ ra. Cơ ra ô tô. Em gửi ra con em giờ bàn với chó gửi mua em làm ô tô. Dạ. Yeah. Mày vô cầu hoặc mày ngay đấy bao chứ mày đi chiều quá đó. Dạ. 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 Hai mày có ở với nhau được ạ? Dạ. Mà chừng đi bà em ở chắc cho mày. Dạ, có bồ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Chợ chưa có bồ nữa. Chưa đòi lại vợ nữa hả? Dạ. Anh giờ thiếu cho em được. Dạ. Chà em lỗi thời rồi làm sao mà giới thiếu. Dạ. Chà trên đây có cái trà mình để mấy cái vạn cũng đẹp đấy chứ. Ó hè. Dạ. Dạ. Chống dạ. Ta có lẽ là chống lụt luôn ạ. Chờ lụt lối á bà. Dạ. Mường của đẻ mà bỏ để mà lỡ. Dạ. Sau này là trường heo. Ôi cái bếp đấy à. Rồi cái phòng tắm, chỗ rửa chén bát. Rồi luôn tiền đi thăm vườn tược luôn. Dạ. Đây là sau vườn, phía sau ni ao bình. Tranh thủ trong mướp đắng. Cây mướp đắng này quý vị. Đây, cây xanh xanh. Rồi có vịt xiêm. Ngoài kia có cái trại để cho gà vịt ngủ. Ồ, đây là lúa đấy. Ồ, ồ năm nay được mua sao lúa như vậy? Vừa mua. À, vừa mua. Mình chưa bán sao mình để đi bắt trời bắt ướt răng. Không bán, để mà ăn chứ, mua mà bán. Dạ, để mà ăn như vậy. Mình lập cho kiện thôi còn được chứ. Dạ. Ôi, ta cái tên đô mày mua tôi mày lập rồi. Dạ. Con mày về mày lập cái cầu đảo đó. Dạ. Chúng ta thấy nhà bên cạnh và nhìn lên nền trời cùng một cái màu xanh. Ây lưa thưa. Rất là đẹp. Tiếp tục là lối sau vườn, chúng ta xem thử cái cuộc sống của bà con. Ồ, ở đây có cái bếp, rồi cái hàng một dải chuồng heo. Ở cái vườn vịt trồng cả cái cây ổi. Ổi chưa có trái, à có, trái non. Con non quý vị. Gà. Sau này là có cái hói. Và ngoài kia là ruộng đồng rồi. Chuồng gà ở bên này. Ồ, người ta làm cái trạm thu phát sóng néo rất là kỹ. Chúng ta thấy lại cái nhà của ông bên cũng khá là hở hang. Dạ.
À, dạ thưa O, thì như hồi nãy con có trao đổi với O, thì hôm nay con đại diện một mạnh thường quân, dạ, một người giấu tên ở Mỹ muốn thăm O, dạ, và có một món quà đó là 100 đô xin gửi tặng O, dạ, thủ quỹ đại diện mạnh thường quân gửi cho O bên 100 đô. Dạ, ở đây cảm ơn mình thì biết thì giúp đỡ cho O rồi. Dạ. O cảm ơn. Dạ. O thấy vui không? Vui. À, dạ. Thôi chúc O mạnh khỏe. Dạ. À, thì ở đây, dạ. Dạ. Luôn tiện về đây con cũng biết cái hoàn cảnh của O đây. Xin lỗi con mới quên cái tên O hả? Vàng thì vàng. À, O vàng. Dạ rồi. Dạ. Cũng khó khăn hai mẹ con. O đi bán vé số phải đạp xe về. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Thôi thì con cũng xin phép đại diện một mạnh thường quân, đó là một cặp vợ chồng trẻ ở Florida. Dạ. Dạ. Gửi tặng cho O 500 ngàn. Dạ. Dạ. Em xin cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Dạ. À, đây là món quà của hai vợ chồng trẻ. Dạ. Dạ. Chúc mừng O. Có vẻ như là O vàng rất là vui. Dạ. Dạ. Bất ngờ phải không ạ? Dạ. Chắc là món quà bất ngờ trong ngày đấy. Dạ. Em cảm ơn nhiều. Cảm ơn mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân. Follow đi ra. Dạ rồi. Dạ. Con nghe còn cảm ơn hai O. Dạ. Dạ, chúc hai O vui khỏe và làm ăn được. O bạn về số thì bạn được nhiều. Dạ. Dạ rồi, con xin tạm biệt O Bình, O Phạm. Dạ. 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 Dạ.